Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hiện tại thì mình lại đang có mặt trên cửa hàng Yamaha. Và hôm nay thì mình tiếp tục lên cửa hàng để mình quay cho tất cả các bạn xem về mẫu xe Exciter 155 VVA. Và đặc biệt thì mình sẽ cập nhật về giá bán mới nhất của mẫu xe này là giá ở đầu tháng 2 cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Bởi vì hiện tại ở dịp cận Tết với các bạn thì đang có nhu cầu mua xe đang tăng rất là cao và các bạn đang có nhu cầu là cập nhật giá xe hàng ngày. Và hiện tại thì mình đang quay xe ở cửa hàng xe máy Yamaha Liên Thành Nam là ở khu vực thị xã Azunba, tỉnh Gia Lai nha các bạn. Bởi vì mình cập nhật giá là ở khu vực tỉnh Gia Lai thôi. Bởi vì ở mỗi nơi thì đều có những cái mức giá khác nhau các bạn. Và nó không giống với nhau đâu. Mỗi cửa hàng thì bán với một cái mức giá khác nhau nha các bạn. Và đối với mẫu xe Exciter 150 thì hiện tại bên cửa hàng đã hết hàng rồi. Và chỉ còn duy nhất có một chiếc xe là ở phiên bản màu sắc là xanh dương cam nha các bạn. Đó, còn lại là có thể là tàu sang năm thì mới có các phiên bản 150 về tiếp nha các bạn. Theo mình hỏi cửa hàng thì bên cửa hàng nói là hiện tại thì đã hết hàng rồi và có thể sang năm sau thì sẽ tiếp tục về để bán song song với lại các phiên bản 155 VVA. Rồi và bây giờ thì mình sẽ cập nhật về giá bán mới nhất cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Và như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì ở đây có các phiên bản như là màu sắc đỏ nhám này, màu sắc đen bóng và đen nhám. Và hiện tại đối với phiên bản 155 VVA thì có 3 phiên bản các bạn, là phiên bản tiêu chuẩn, và phiên bản cao cấp và phiên bản màu xanh GP, thì đều có 3 cái mức giá khác nhau nha. Đối với phiên bản tiêu chuẩn hiện tại thì sẽ có những cái màu sắc như là màu đen bóng, màu đỏ nhám với lại màu trắng đỏ nha các bạn. Thì ba màu sắc đó là phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có mức giá là 53 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí biển số nhé. Ở phiên bản màu sắc là đen, màu đen này, màu đỏ này và màu trắng này thì sẽ có phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp nha các bạn. Nó khác nhau là ở cái ổ khóa Smart Key với lại cái phần heo dầu thì mình đã nói rất là nhiều rồi. Các bạn có thể tự tham khảo qua những cái video trước nha. Thì mình cập nhật giá ở phiên bản tiêu chuẩn là 53 triệu. Còn phiên bản cao cấp thì có phiên bản màu sắc đen nhám này các bạn, đỏ nhám với trắng đỏ thì sẽ có giá là 56 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí biển số nha. Còn riêng đối với màu sắc là phiên bản màu xanh GP đây các bạn, màu xanh GP thì hiện tại đang có mức giá là cao nhất và có mức giá là 57 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí biển số nha các bạn. Đó thì mình thấy mức giá thì đã giảm hơn so với trước rồi, bởi vì trước đây thì có mức giá tầm độ 54-55 triệu là phiên bản tiêu chuẩn, còn 58-59 triệu phiên bản là cao cấp đó. Nhưng mà hiện tại thì giá mình thấy đã giảm rồi và rất nhiều nơi có thể là có những cái mức giá là rẻ hơn hoặc là cao hơn nha các bạn, bởi vì là mỗi nơi thì đều có cái mức giá khác nhau nha, nó không giống với nhau đâu. Còn ở chỗ mình thì có mức giá là 53-56 và 57 triệu, đó là ở ba phiên bản là tiêu chuẩn, cao cấp với lại màu xanh GP nha. Màu xanh GP này mình thấy nó có giá mức giá cao nhất và cũng là một cái màu sắc mà được các bạn yêu thích nhất nha các bạn. Và đối với chương trình trả góp thì vẫn như vậy nha các bạn, vẫn như trước đây thôi mình cập nhật đó. Thì đối với các bạn mà muốn mua xe trả góp thì các bạn phải trả trước số tiền là 20% giá trị của xe. Và cái số tiền trực tiếp là 10 triệu các bạn. Các bạn chỉ cần trả trước 10 triệu là các bạn có thể mua được trả góp chiếc xe Exciter 155 rồi. Đó. Và cái điều kiện thì các bạn phải có cái độ tuổi là trên 18 tuổi nha các bạn. Và có chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe. Và các bạn nào mà không có bằng lái xe thì có sổ hộ khẩu nha. Thì mình đã tính cho các bạn xem về cái mức trả góp rất là nhiều mức rồi. Thì các bạn có thể tham khảo cái video trả góp của mình nha. Thì đối với các bạn mà chỉ cần trả trước số tiền là 20 triệu thì các bạn sẽ được lấy cả vẹn gốc nha. Đó có nghĩa là trả trước trên 35% giá trị của xe thì các bạn sẽ được lấy cả vẹn gốc. Đó thì mình tính cho các bạn luôn là ở mức 20 triệu thì các bạn sẽ được lấy cả vẹn gốc luôn. Và như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì đây chính là chiếc xe Exciter ở phiên bản là tiêu chuẩn các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ sử dụng cái heo dầu trước là 1 vít nha. Đó mình đã quay các bạn rất là xem rất là nhiều rồi. Và cái phần ổ khóa thì sẽ sử dụng cái ổ khóa thường và sẽ không có cổng sạc điện thoại, không có đầu mốt tìm xe trong bãi nha các bạn. Đó, nó khác như vậy. Và cái màu của nó là màu đen thì nó sẽ có hai màu là màu đen bóng và màu đen nhám nha. Và như các bạn có thể theo dõi đây thì đây chính là màu đen bóng. Và về cái phần ổ khóa các bạn thì sẽ sử dụng ổ khóa thường như là chiếc xe Exciter 150 các bạn, và sẽ không có cổng sạc điện thoại, không có ổ khóa Smart Key. Đó, nhìn nó rất là đơn giản giống như bản 150 nha. Và có mức giá rẻ hơn ở phiên bản khóa Smart Key là 3 triệu nha các bạn. Còn đây là phiên bản màu xanh GP và đây cũng là một cái màu sắc có giá là cao nhất nha các bạn. Đó, với giá hiện tại là ở mức 57 triệu đồng là ở phiên bản màu sắc xanh GP này. Thì đây là phiên bản cao cấp nha các bạn, thì sẽ có cái heo dầu trước là 2 piston thì mình cũng đã quay giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Với cái mâm là màu xanh các bạn. Với cái thông số lốp thì ở phiên bản cao cấp thì sẽ là lốp IRC, còn phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ là lốp Matic nha các bạn. Đó thì nó sẽ khác nhau về cái thương hiệu lốp nha. Và heo dầu trước là 2 piston thì nó sẽ cái độ thắng của nó thì nó có thể nó sẽ an toàn hơn là 1 vít nha. Và về giá bán thì ở phiên bản màu xanh GP này cũng cao hơn so với phiên bản cao cấp là 1 triệu nha các bạn, và cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn là 3 triệu nha, 3-4 triệu. Đó thì màu này hiện tại đang có mức giá là 57 triệu. Và về cái phần đuôi sau này các bạn có thể thấy này. Đó, phần đuôi sau này các bạn đang chê rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có những cái phiên bản đuôi Ấn Độ nó sẽ đẹp hơn các bạn, nó sẽ tích hợp cái phần xi nhan luôn. Cái phần đuôi 155 này nhìn có vẻ hơi thô,
nó nếu mà được như 150 thì nó sẽ thon gọn hơn và đẹp hơn các bạn. Nói chung là cái phần đuôi nó xấu hay đẹp thì chúng ta cũng sẽ thay cái phần đuôi khác thôi, sẽ không ai để zin hết á. Và cái phần ổ khóa thì sẽ sử dụng cái ổ khóa Smart Key nha các bạn. Đó, ổ khóa Smart Key có cổng sạc điện thoại nha. Đó, nói chung là với phiên bản cao cấp thì sẽ hơn ở những cái điều đó mình đã nói cho các bạn rất là nhiều rồi về ổ khóa Smart Key với cổng sạc điện thoại rồi. Và cái phần thắng đĩa là sẽ có hai piston. Còn đây là cái phiên bản màu sắc là đỏ nhám các bạn. Đây là phiên bản cao cấp màu đỏ nhám. Phiên bản này thì sẽ có hai phiên bản là tiêu chuẩn với cao cấp nha các bạn. Nó cũng khác nhau là về heo dầu với lại ổ khóa Smart Key của điện thoại nha. Thì về những cái điểm đó thì mình đã nói rất là nhiều rồi và có giá bán là chênh nhau tầm độ 3 triệu. Đó, mình sẽ quay các bạn xem cận cảnh với chiếc xe này cho các bạn có thể tham khảo nha. Về cái màu đỏ nhám các bạn, phiên bản cao cấp. Về động cơ thì mẫu xe Exciter 105 sở hữu với động cơ là SOHC, hộp số 6 cấp và công suất là 17,7 HP nha các bạn. Đó, về cái khối động cơ thì đã nâng công suất động cơ lên là 17,7 HP so với trước đây chỉ là 15,4 HP các bạn. Và cái dung tích nhớt của mẫu xe này là 850mm các bạn. Nó ít hơn so với dung tích nhớt của mẫu xe Exciter 150 là 950 nha. Còn với mẫu xe 155 là 850mm. Đó, động cơ là nâng cấp, cái động cơ này là của mẫu xe R15V3 nha các bạn. Đã được thiết kế trên mẫu xe Exciter 155 và được tinh chỉnh cái công suất của động cơ nha. Nói chung là sẽ rất là mạnh mẽ. Đó, về cái phần ống xả của xe cũng được thay đổi nha các bạn. Với cái phần lốp sau sở hữu cái thông số lốp là 120/70/17. Đó, về phần ống xả cũng thay đổi nha các bạn. Nó khác so với phiên bản 150, nhìn nó to hơn và nó thiết kế sắc sảo hơn các bạn. Và về cái phần sợi sên thì sẽ được sử dụng cái sợi sên có phốt cao su cho các bạn. Sợi sên DID có phốt cao su nó sẽ rất là tốt cho chiếc xe khi chúng ta mà di chuyển trên đường bụi, nó sẽ không có bám bụi nha các bạn. Bởi vì nó có phốt cao su và nó sẽ lâu trùng hơn so với trước đây thì các bạn sẽ đi tầm độ 500 đến 1000 cây các bạn phải tăng liên tục. Còn đối với sợi sên có phốt thì đây được gọi có thể là gọi là sên của TFX này, sên của MT15 hay là sên của mẫu xe R15V3 các bạn. Nó sẽ rất là bền và lâu trùng. Đó, về phần đuôi sau này các bạn sẽ có chữ RC và đây là một cái phiên bản màu sắc đỏ nhám nha các bạn. Về phần đuôi này các bạn không thích có thể là gắn những cái phần đuôi độ chế, nói chung là tùy theo các bạn nha. Bởi vì là mỗi người sẽ thích một cái kiểu giá khác nhau. Và nhìn chung là vào dịp cuối năm thì về giá xe sẽ không có tăng nha các bạn. Và hiện tại thì giá xe chỉ có giảm thôi. Bởi vì hiện tại đang có rất là nhiều những cái điều có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề giá xe. Ví dụ như là dịp cuối năm hay là về cái dịch bệnh nha các bạn. Nên là về giá xe hiện tại thì đang giảm rất là nhiều. Và với lại là khi mà mới ra mắt đã cái lượng xe còn ít, nên là cái mức giá được nâng lên rất là cao. Và bây giờ thì lượng xe đã ổn định rồi và về cửa hàng rất là nhiều rồi. Và cửa hàng nó cũng có xe, nên là nó không có cái kiểu như là thiếu xe như trước đây. Và cái mức giá cao nha các bạn. Và mình cập nhật lại giá một lần nữa nha, là ở đầu tháng 2 đó, dịp cận Tết Nguyên Đán thì với giá xe ở phiên bản tiêu chuẩn là có mức giá là 53 triệu đã bao gồm hết giấy tờ và phí đăng ký biển số. Còn phiên bản cao cấp thì có mức giá là 56 triệu bao giấy tờ và phí đăng ký biển số. Còn màu xanh GP thì hiện tại đang có mức giá là 57 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí đăng ký biển số nha. Và mình cập nhật giá là ở khu vực tỉnh Gia Lai nha các bạn, để cho tất cả các bạn nào ở khu vực gần Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk thì có thể đến trực tiếp bên cửa hàng để mua xe nha các bạn. Rồi, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này của mình. Và mình sẽ thường xuyên cập nhật về giá xe để cho tất cả các bạn có thể tham khảo về giá xe mới nhất.